Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh lây trực tiếp qua đường hô hấp hoặc gián tiếp qua đồ dùng, quần áo, thức ăn bị nhiễm mầm bệnh. Biểu hiện của bệnh là sốt, đau họng, ho, khản tiếng, ở họng có giả mạc màu trắng. Để phòng bệnh bạch hầu, mọi người hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch. Che miệng mũi khi ho hoặc hắt hơi. Súc miệng mũi họng hàng ngày. Vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Phát hiện, cách ly và đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu.